Vâng, điện máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Một cái đoạn video ngắn về dụng cụ đồ nghề. Hôm nay thì em sẽ chi tiết tới các bác một số các mẫu sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề mà bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Những cái mẫu sản phẩm trong cái buổi video ngày hôm nay bên em sẽ giảm giá đến kịch sàn cho các bác nhà mình. Các bác có thể là cùng xem, tham khảo và lựa chọn những cái mẫu sản phẩm trong cái buổi video ngày hôm nay. Các bác mà có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua cái mã nào thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại này nhé. Số thứ nhất là 0378487818 và số thứ hai là 0989458200. Đặt hàng thì các bác có thể là gọi điện thoại alo trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em đều được. Những cái mã sản phẩm ngày hôm nay thì bên em có rất là nhiều những cái mã sản phẩm mới về và những cái mã sản phẩm mà bên em đang phân phối thị trường trong cái thời gian vừa qua được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm đón nhận. Các bác sử dụng về sản phẩm bên em thì các bác phản hồi về chất lượng tốt nhé. Em lựa chọn toàn những cái mẫu sản phẩm chất lượng tốt và giá cả hợp lý để em gửi ship code toàn quốc cho tất cả các bác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Các bác mà quan tâm về sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề thì các bác nhớ là ấn đăng ký kênh theo dõi của bên em. Các bác ấn đăng ký kênh theo dõi Điện Máy Ngọc Mai để đón xem những cái video tiếp theo. Mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm hay và hữu ích để em gửi tới toàn thể các bác nhà mình nhé. Hôm nay thì em sẽ quay chi tiết cho các bác qua một vòng về những cái mã sản phẩm hôm nay. Rất là nhiều mẫu máy này, máy pin, máy điện, dụng cụ đồ nghề rất là nhiều, đủ loại để cho các bác tham khảo nhé. Khi mà đến với trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác sẽ có rất là nhiều các sự lựa chọn. Từ máy đắt có này, máy rẻ có, máy to, máy nhỏ có, máy phục vụ cho các bác làm gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề. Đặc biệt là về thương hiệu của Hukan, bên em phân phối xỉ lẻ rất là nhiều, đủ tất cả các loại máy của thương hiệu Hukan. Các bác mà có nhu cầu xỉ lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp tới bên em. Và sau đây em sẽ đi chi tiết lần lượt từng mã ngày hôm nay. Trước tiên là em sẽ đi thanh lý cho các bác nhà mình cái lô máy cắt này nhá. Đó, máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220V. Bên em sẽ có đủ mã để cho các bác nhà mình tham khảo lựa chọn. Em sẽ chi tiết lần lượt từng mã luôn. Và các bác lưu ý khi mà đặt hàng, các bác quan tâm muốn đặt mua cái mã nào thì các bác nói cho em đúng tên mã sản phẩm em nói trên clip, để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm nhé. Đấy, hôm nay thì có rất là nhiều các mã máy mài này. Đấy, máy mài cầm tay. Trước tiên là em sẽ thanh lý một cái mã đầu tiên, đó là cái con máy mài Kimco Lati. Đây là một cái con máy chuôi dài. Những cái sản phẩm máy cắt này em sẽ gửi tới các bác đều là máy sử dụng điện trực tiếp 220V, rất là tiện. Máy một tốc và đều là hãng công ty, chính hãng, dây đầu rửa giá cho các bác nhé. Thì với cái mã đầu tiên sẽ là một cái con máy chuôi dài của Kimco Lati. Riêng cái mã này các bác gọi cho em là máy mài chuôi dài màu đỏ. Và em sẽ xả kho thanh lý với cái mức giá sập sàn cho các bác luôn. Chỉ với 350.000 đồng thôi là các bác sẽ sở hữu một cái con máy mài cầm tay công tắc chuôi như thế này. Công tắc bỏ chuôi thì các bác sử dụng nó sẽ rất là dễ dùng và bền cho em. Đó, chổi than thì là bên ngoài này, các bác tự thay than đơn giản nhá. Con này công suất của nó sẽ là 900W này. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Các bác gọi cho em là máy mài chuôi dài màu đỏ, giá thanh lý cho các bác là chỉ với có giá 350k thôi. Và phụ kiện đi theo này các bác này. Máy nào các bác cũng sẽ có phụ kiện tay mở này, ốp bảo vệ và tay cầm như này luôn. Ba cái phụ kiện này sẽ đi theo tất cả những cái mẫu máy cắt này. Bộ nào các bác cũng đều có ba cái phụ kiện này đi theo. Ngoài ra thì em còn tặng thêm cho các bác là một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như thế này. Tính ra cái mức giá của nó rất chi là rẻ. Đấy, chỉ với 350.000 thôi, các bác đã sở hữu cái con máy mài Kimco Lati này. Đấy, các bác cứ gọi cho em là máy chuôi ngắn. À, em xin lỗi, các bác gọi cho em là máy mài chuôi dài màu đỏ nhá. Giá cho em là 350.000. Đó, tiếp theo thì các bác mà cần những cái con máy chuôi ngắn. Đấy, chuôi ngắn thì các bác có thể là tham khảo cho em này. Thứ nhất là em sẽ có cái con máy của HT Con. Đấy, một cái con máy chuôi ngắn. Khi mà các bác sử dụng máy chuôi ngắn thì nó sẽ là công tắc đuôi như này nhá. Máy mài chuôi ngắn mà các bác sử dụng công tắc đuôi thì nó sẽ rất chi là bền máy. Đấy, công tắc đuôi này, sử dụng công tắc gạt ở đuôi và con này công suất là 720W. Cái này các bác gọi cho em là máy mài HT-com nhá. Mài HT-com màu xanh. Mài HT-com giá thanh lý cho các bác là 399.000. Đó, 399.000 thôi. Em sẽ hỗ trợ miễn phí ship. Các bác có phụ kiện đi theo đầy đủ và vẫn được tặng một cái lưỡi cắt gạch đa năng như này cho em. Giá cho em là 399.000.
Đấy, các bác lưu ý là những cái mẫu này em sẽ giới thiệu chi tiết từng mã. Và mã nào thì nó cũng sẽ có ba cái phụ kiện này và được tặng kèm theo một cái lưỡi cắt gạch này khi các bác mua máy cầm tay, máy cắt cầm tay một tấc. Nên là em sẽ không nói đến những cái phụ kiện này đi theo với những con máy sau nữa nhá. Đấy, máy này thì các bác gọi cho em là máy của HTCon, giá cho em là 399k. Đó. Tiếp theo, nếu như mà các bác cần những cái con máy công tắc hông này thì các bác có thể tham khảo cho cái con này. Đây. Con này là con máy mài của Đắt Tông. Đấy, con này là con máy mài Đắt Tông thì nó sẽ sử dụng công tắc hông như thế này. Con này thì logo dập lỗ luôn nhá, logo dập lỗ của Đắt Tông này. Và nó sẽ có mã này, DKAG950T, công suất là 950W. Giá cho em là 560.000 các bác nhá, giá 560.000. Các bác gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Đắt Tông, loại công tắc hông. Con này thì nó không có điều chỉnh tốc các bác nhá. Đó. À, thì tiếp theo sẽ là một con máy mài của Đắt Tông chuôi ngắn công tắc đuôi. Đấy, chuôi ngắn của Đắt Tông nó sẽ có công tắc hông và công tắc đuôi như này. Đó, các bác đồng giá nhau luôn là 560.000 đối với máy mài của Đắt Tông, loại không có chỉnh tốc cho em nhé. Con này nó sẽ có model này AG, con này model là DKAG950D, công suất cũng là 950W luôn. Giá cho em cũng là 560.000 thôi. Vì là riêng về sản phẩm của Đắt Tông, nó sẽ có máy chỉnh tốc và không có chỉnh tốc. Hai cái mẫu em vừa giới thiệu các bác nó sẽ là máy không có chỉnh tốc. Và các bác tham khảo thêm tiếp cho em cái mã có chỉnh tốc này. Có chỉnh tốc là em sẽ có hai cái mẫu này, mẫu chuôi ngắn và mẫu chuôi dài. Với cái mẫu chuôi ngắn chỉnh tốc này thì nó sẽ có này, chỉnh tốc 6 tốc độ ở đuôi máy này. Và công tắc là công tắc bên hông nhá. Máy có chỉnh tốc thì cái giá của nó sẽ cao hơn một chút, với mức giá là 730.000 thôi. Đấy, nó cao hơn những cái loại khác thôi, chứ còn theo cái mức giá trên thị trường thì nó không có đắt. Đấy, con này thì nó sẽ có model là DKAG1100S. Con này công suất của nó 1100W luôn. Đấy, con này công suất là 1100W. Giá cho em là 730.000. Các bác gọi cho em là máy mài Đắt Tông có chỉnh tốc loại đuôi ngắn cho em nhá. Tiếp theo thì con này nó sẽ là con máy mài Đắt Tông có chỉnh tốc loại đuôi dài. Đấy, đuôi dài thì nó sẽ có nút chỉnh tốc ở đây trên lưng này, công tắc bóp ở chuôi như này cho em, chuỗi than bên ngoài. Con này thì nó sẽ có model này DKAG950S, công suất của nó sẽ là 950W. Giá cho các bác cũng bằng cái chuôi ngắn luôn là 730.000 thôi các bác nhá. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác máy mài chỉnh tốc của Makute. Đây, em sẽ có con mài chỉnh tốc của Makute, con này con chuôi ngắn. Chuôi ngắn nó sẽ có chỉnh tốc ở đuôi này và công tắc ở hông như này. Công suất của nó sẽ là 850W nhá. Giá cho các bác là 850.000, các bác gọi cho em là máy mài Makute có chỉnh tốc loại đuôi ngắn cho em, giá 650.000. Hoặc các bác có thể tham khảo thêm cho em cái mã đuôi dài. Đây là con mài chỉnh tốc của Makute mã đuôi dài. Đuôi dài nó sẽ có chỉnh tốc ở trên lưng này và công tắc bóp ở dưới đuôi như này cho em. Con này công suất cũng là 850W. Mã của nó sẽ là AG016LV. Đó, giá cho các bác cũng 650.000 thôi. Đấy, con chuôi dài này. Con chuôi ngắn này thì nó sẽ có mã này AG016SV. Đó, em sẽ đọc mã để cho các bác tham khảo cho nó được kỹ. Thì các bác có thể là lựa chọn này, những cái mẫu máy mài này ngày hôm nay nó sẽ có máy có chỉnh tốc hoặc là không có chỉnh tốc. Con nào nó có chỉnh tốc thì là em sẽ báo với các bác luôn ở trên clip. Nên là khi mà các bác quan tâm thì các bác em rất mong là các bác sẽ theo dõi kỹ cái clip này giúp cho em, để làm sao mà các bác chốt đơn không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm nhé. Tiếp theo là em sẽ chi tiết tới các bác cái con máy mài của DCA. Đây, đây là cái con máy mài của DCA có model là ASM03-100A. Các bác trước cái con này các bác gọi cho em là máy mài DCA mã 03 cho em nhé. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 710W. Đấy, thì con này là 13.000 vòng trên 1 phút này, vòng tua 13.000 vòng trên 1 phút. Giá cho các bác là 550.000 nhé, 550.000. Đó, con này giá cho các bác là 550.000 này. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác một cái mã máy DCA này nữa. Con này thì nó sẽ là hàng cũng là hàng 03 luôn này. Đấy, con này là hàng 03. Em sẽ có hàng 03 hoặc là 10-100. Để em sẽ chi tiết cho các bác cái mã 10-100 nữa nhé. Máy mài của DCA mã 10-100. Đây, cái con 10-100 thì là con này nó sẽ có chỉnh tốc này. Đây là mã DCA ASM10-100. Đấy, riêng cái con này thì nó sẽ có chỉnh tốc ở dưới đuôi và công tắc ở hông này. Công suất là 1020W, vòng tua là 13.000 vòng trên 1 phút. Riêng cái con này thì các bác vừa có chỉnh tốc, đấy các bác sẽ chỉnh được 6 nút tốc độ và
À đây con này nó có 6 nút tốc độ, và một cái điều đặc biệt là riêng cái con máy DCA chỉnh tốc này nó sẽ có cái chức năng khởi động mềm. Đấy, khởi động mềm tức là khi mà các bác cắm máy vào điện ý, nó sẽ chạy từ từ trước sau đó nó bên nhanh dần lên. Đấy, nó vừa có cái chức năng khởi động mềm và có cái điều chỉnh tốc cho các bác sử dụng rất là ok luôn cho em. Máy mài chỉnh tốc của DCA thì giá cho em sẽ là 750.000 nhé. Đấy, 750.000. Tiếp theo thì các bác có thể tham khảo thêm cho em một cái mẫu máy mài của Huka. Đây, con này là con mài Huka này, model của nó sẽ là K14 nhé. Vòng tua 11.000 vòng trên 1 phút và công suất là 850W này. Đấy, máy Huka thì nó sẽ sử dụng công tắc ở đuôi. Đấy, máy màu đen khá là đẹp và chắc chắn luôn. Có những cái ô thoáng này này, các bác có thể tháo vệ sinh máy ở đây được nhé. Đấy, rất là tiện luôn. À, đẹp và chắc chắn cho các bác luôn nhá. Thì công tắc này là công tắc đuôi và chuyển thay bên ngoài luôn cho em. Là các bác gọi cho em là mài Huka mã AK14 nhá. Và các bác tham khảo tiếp cho em cái con máy mài của, đây là mài Saikyo. Đấy, con mài Saikyo này thì giá thanh lý cho các bác 450.000 thôi. Con này công suất của nó sẽ là 950W và công tắc bóp chuôi này, chuyển thay bên ngoài như này. Các bác có thể tự thay than rất là đơn giản. Tiếp theo là phía bên này em sẽ có máy mài của Kenmax nha các bác. Máy Kenmax thì em sẽ có máy có chỉnh tốc này hoặc là không có chỉnh tốc. Đây, như cái máy như thế này nó sẽ là máy không chỉnh tốc này. Nếu như mà các bác lấy máy không chỉnh tốc thì con này là mã đuôi ngắn. Đấy, đuôi ngắn model của nó là KM100-S, công suất 850W. Máy Magute thì nó cũng giống như là cái Kenmax, đồng giá nhau và công suất của nó sẽ là công suất 850W hết nhá. Thì riêng cái mã như này là mã không chỉnh tốc này. Mã không chỉnh tốc thì nhất là em sẽ có đuôi ngắn. Đấy, đuôi ngắn giá cho các bác là 520.000. Còn cái đuôi dài, đuôi dài công tắc bóp chuôi thì giá của nó sẽ là 550. Đấy là đối với máy mà không có chỉnh tốc nhá. Đấy, thì đây là cái đuôi ngắn này. Hôm nay em lại quên không mang cái đuôi dài vào đây. Đấy, cái đuôi dài nó giống như này này. Cái đuôi dài nó giống như thế này. Nhưng mà nó không có chỉnh tốc thì giá của nó sẽ là 550. Còn nếu như mà các bác lấy cái máy này nó là máy chỉnh tốc, nó có chỉnh tốc thì giá của nó sẽ là 650 cho em nhé. Đấy, 650 là nó có chuôi ngắn, là máy có chỉnh tốc, là máy chuôi ngắn hoặc chuôi dài. Như con này con chuôi dài. Đấy, mài Kenmax chuôi dài có chỉnh tốc giá cho các bác 650. Và mài mà Kenmax chuôi ngắn có chỉnh tốc cũng là giá 650 luôn. Đấy, tức là hai con này hình thức là giống nhau. Tức là nó sẽ có mã có chỉnh tốc và không có chỉnh tốc. Đấy, các bác lấy máy không chỉnh tốc, đuôi ngắn của nó thì sẽ là 520, đuôi dài là 550. Còn máy có chỉnh tốc thì nó sẽ đồng giá nhau là 650 một máy nhá. Đấy, các bác muốn lấy cái mã nào thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp tới bên em. Đấy, hôm nay thì em cũng giới thiệu tới các bác là rất là nhiều các mã máy mài để các bác có thể tham khảo. Hy vọng là các bác sẽ có thể là lựa chọn cho mình một con máy phù hợp nhất với gia đình mình nhá. Tiếp theo là em sẽ sang phía bên kia, em sẽ tư vấn tới các bác máy khoan gia đình. Đấy, các bác có thể tham khảo cho em cái khoan gia đình với 3 ly như này. Em sẽ có hai mã này. Các bác có thể tham khảo máy khoan đắt hoặc là máy khoan rẻ cho em. Hai cái mã này thì nó sẽ là đều là cái mã máy 13 ly nhá. Đấy, máy 13 ly như này. Thì với cái con máy này, các bác gọi cho em là máy khoan màu xám có phụ kiện cho em. Máy 13 ly này, có búa này. Đó, có búa là các bác sẽ có chức năng hỗ trợ khoan tường được nhá. Giá cho em cái con này là 450. Máy kim co la kim 13 ly. Các bác cứ gọi cho em là máy khoan xám 13 ly có phụ kiện. Đấy, nó sẽ có máy này, có tay cầm này. Và phụ kiện đi theo như này nhá. Đấy, những cái đầu mài này, mũi khoan, mũi vít đầy đủ cho các bác. À, con này công suất 680W luôn. Giá cho các bác là 450.000. Đó, còn các bác mà muốn sử dụng cái con máy mà nó có phụ kiện đồ nó có nhiều hơn ý, thì các bác lấy sang cái con boss này cho em này. Đấy, đây là con boss 13 ly nhá. Boss 13 ly thì nó sẽ có này. Thứ nhất là có máy này, tay cầm này. Đấy, phụ kiện đi theo là các bác sẽ có này, một cái mỏ lết, một cái kìm, một cái búa. Đó, một cái thước 3 mét này, một cuộn băng dính cách điện này, một cái giàn khẩu này nhá. Đấy, và bên này sẽ có này, dao dọc giấy này, bên này là bút điện này, tô vít hai cạnh, bốn cạnh này, và mũi khoan mũi vít này đi theo luôn này. Đó, riêng cái con bot này á thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác, có rất là nhiều đồ luôn. Đấy, nói chung là nó đủ hết tất cả các phụ kiện về các bác già gia đình cực kỳ yên tâm. Giá cho em là 600.000 nhá. Nó cũng có búa luôn này. Đấy, có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường cho các bác luôn. Đấy, thì con này nó là con khoan bot 13 ly. Các bác gọi cho em là máy khoan xanh điện có phụ kiện nhá. Con bot 13 ly như này. Đấy, các bác cứ gọi là khoan bot 13 ly hoặc là khoan xanh 13 ly có phụ kiện. Thì bên em sẽ biết là cái mã này thì chốt cho các bác cái mã này giá là 600.000. Đó. Tiếp theo thì là đây là bộ bấm móng tay của Đức này các bác này. Bộ bấm móng tay của Đức thì giá cho các bác sẽ là 100.000 thôi nhá. 100.000 một bộ.
Đấy, nó sẽ có quá là nhiều đồ luôn. Đấy, rất là đầy đủ đồ cho các bác sử dụng nhá. Cái này em số lượng em còn rất là ít. Nên là bác làm và chốt cái bộ bấm móng tay này thì là nhanh tay cho em là các bác sẽ có đơn hàng luôn. Đấy, bấm móng tay của Đức giá cho các bác là 100.000. Bộ lục giác gấp gọn này, bộ lục giác gấp gọn giá cho các bác là 100.000 luôn. Đấy, nó sẽ có lục giác từ 1 đến 6 như này. Và đây nó còn có tô vít 2 cạnh này, tô vít 4 cạnh này, khẩu này, đầu khẩu 8, 9, 10 này. Và bên này có 3 cờ lê nhá. Đấy, cờ lê này sẽ là cờ lê 10 này, 8 này và 15. Đó, sử dụng đến cái chức năng nào thì các bác mở cái chức năng đó ra thôi. Đầu khẩu thì các bác lắp vào đây này. Đấy, đầu khẩu các bác lắp vào đây nhá. Nó sẽ có cái điểm nắp khẩu như này này. Đó, sử dụng chức năng nào thì các bác mở cái chức năng đó ra, còn không thì các bác gấp gọn lại như này cho em. Cái này các bác gọi cho em là bộ lục giác gấp gọn đa năng giá cho em là 100.000 thôi nhá, 100.000. Tiếp theo là em sẽ chi tiết từ các bác cái hộp đựng đồ. À xin lỗi, túi đựng đồ trước nha. Đây, em sẽ có cái túi size trung hoặc là size đại cho các bác nhá. Các bác có thể lựa chọn cho em này. Cái túi của bên em ý, thì nó sẽ là chất liệu vải bố Mỹ cao cấp, bao bền, bao đẹp, bao rẻ cho các bác. Với một cái túi size chung như này giá là 230.000. Kích thước là cao 25, dài 42 và rộng 20cm. Với cái túi size đại thì giá của nó sẽ là 260.000. Và kích thước sẽ là cao 32, dài 48 và rộng 22cm. Túi của bên em nó sẽ có này, hai cái dây xách tay như thế này nhá. Hai dây xách tay, một cái dây đeo vai. Và cái đáy túi thì được đan dây rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn như này. Các bác dùng không bao giờ lo bị bục rách. Bên trong nó sẽ có một ngăn to đại như này luôn cho em này, một ngăn phụ này. Đó, và mặt trước là có hai ngăn kéo khóa nhá. Mặt sau là cũng hai ngăn kéo khóa này. Bên sườn mỗi bên một ngăn kéo khóa cho em. Tổng thể là có rất là nhiều ngăn để cho các bác chia đồ rất là thuận tiện. Và phủ khóa là em sẽ thiết kế cho các bác là phủ khóa đồng cao cấp rất chi là to, kéo nhẹ và bền luôn cho em. Đó, thì cái túi này là chất liệu vải bố Mỹ cao cấp này, em quay sát cho các bác xem này, cái chất liệu của nó này. Đấy, bao bền bao đẹp luôn. Các bác có thể là sử dụng để đựng dụng cụ đi làm cho các bác thợ, hoặc là gia đình mình đi du lịch nghỉ mát thì các bác có thể là sử dụng để đựng quần áo nhá. Đây em có hai size. Đấy, size trung và size đại này các bác này. Các bác lấy size trung giá chỉ 230 thôi, còn size đại thì sẽ là 260. Là em sẽ hỗ trợ miễn phí ship ra hàng trên toàn quốc cho các bác luôn nhá. Còn đây là cái thân máy cưa xích của Đất Tông này các bác này. Thân máy cưa xích của Đất Tông giá cho các bác là 1.500.000 nhá. Nó có một thân máy này, một lam này, một xích này. Đó, và tay cầm này, đầy đủ cho các bác. Sử dụng chân pin phổ thông luôn cho em nhé. Về các bác lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông là xài được. Đấy, hàng thương hiệu chính hãng của Đất Tông thì các bác xài cực kỳ là ok luôn. Tiếp theo sang bên này em sẽ chi tiết tới các bác một số các sản phẩm máy bu lông. Đó, bên em thì có rất là nhiều các mã máy bu lông để cho các bác nhà mình được tham khảo. Trước tiên là em sẽ chi tiết một cái mã đầu tiên, đó là cái con máy bu lông của Hitachi. Đây, bu lông của Hitachi thì là ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 750.000. Bu lông Hitachi là 750.000, các bác được miễn phí ship nhá. Một bộ này nó sẽ có một thân máy, hai bi và một xà cho em. Pin sẽ là sử dụng chân pin phổ thông như này. Đấy, chân pin phổ thông và đầu bu lông 1/2 bu lông rỗng. Giá cho em là 750, các bác gọi cho em là bu lông của Hitachi. Còn cái con này nó sẽ là con máy bu lông của Daiwat này. Đấy, bu lông của Daiwat mã 2021. Các bác gọi cho em là bu lông của Daiwat mã 2021. Con này nó sử dụng chân pin ba cạnh cho em nhé. Và bộ này nó cũng sẽ có một thân máy này, hai quả pin, một cái sạc, một cái khẩu mở 22, một cái dây đeo, một hộp đựng. Thường thường là những bộ máy bu lông thì là các bác sẽ có chọn bộ như vậy cho em. Con này các bác gọi cho em là bu lông của Daiwat mã 2021, giá cho em sẽ là 1.150.000. Đấy, các bác phải lựa chọn cho em là của Daiwat này hoặc là của Makita. Đây là con máy Makita mã 2021, mã BL. Đấy, giá cho em cũng 1.150.000 thôi. Con này nó cũng sử dụng là chân pin ba cạnh nhá. Con này sử dụng chân pin ba cạnh, giá cho em là 1.150.000. Đó, đầu bu lông rỗng, bu lông 1/2 cho em. Đó. Tiếp theo thì đây sẽ là cái con máy bu lông của Đất Tông. Bu lông của Đất Tông thì là riêng cái bộ Đất Tông này các bác chỉ đi theo một quả pin thôi. Đấy, tức là nó có một thân máy, một quả pin, một cái sạc đi theo. Và hộp của nó thì sẽ là hộp giấy. Đấy, những cái mã khác thì là hộp nhựa. Nhưng mà riêng con Đất Tông thì là hộp giấy và nó chỉ có một pin thôi. Giá cho các bác là 1.950.000 nhá. Tiếp theo các bác có thể tham khảo cho em một số cái mẫu sản phẩm của bu lông Huka này. Đây, riêng cái con máy bu lông Huka này này, cái mã này là mã F70 các bác nhá. Con này mã F70. Với riêng cái mã F70 này giá cho các bác là 1.700.000.
Đấy, nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông đầu bu lông rộng bu lông 1/2. Nhưng mà riêng con F70 này nó sẽ có 3 pin, tức là các bác sẽ có 2 quả pin 5 cell và 1 quả pin 10 cell. Đấy, tức là nó theo cái pin này em sẽ báo các bác luôn. Con này giá 1.700.000 là model là Hukan F70. Con này được siết là 350 Newton cho em nhé. Còn con này sẽ là bu lông Hukan X6 này. Bu lông Hukan X6 thì nó sẽ là đầu bu lông rỗng, bu lông 1/2. Và giá cho các bác là 1.600.000. Nó sẽ có theo 2 quả pin 10 cell chân pin phổ thông luôn. Đấy, một cái mẫu rất là đẳng cấp nữa thì các bác có thể là tham khảo cho em cái mã máy Makita BL. Con này là mã 2022. Đấy, cái này nó đang hết pin này, nhưng con này nó chạy nó rất mạnh luôn. Em thử cho các bác quả pin. Quả pin của nó là quả pin chân pin ba cạnh, nó giống cái con 2021 này này. Nhưng mà cái thân máy của nó sẽ to hơn, lực siết mạnh hơn, các bác bắn khỏe hơn nhá. Con này các bác gọi cho em là máy bu lông của Makita mã BL mã 2022. Vì nó có hai mẫu nha, các bác phải gọi đúng mã cho em. Đây, như cái mã này là mã 2021 này. Đấy, mã 2021 cái thân máy của nó sẽ bé hơn nhá. Mã 2021 giá là 1.150.000, còn con này là mã 2022. Đấy, mã 2022 thì nó sẽ là đầu bu lông đặc đấy ạ. Mã 2022 sẽ là đầu bu lông đặc, giá cho các bác là 1.700.000. Hai cái mã này nó sẽ sử dụng chân pin ba cạnh và bộ lọc cũng sẽ có hai quả pin giúp cho em nhá. Tiếp theo thì đây là một cái con máy bu lông của Hukan, con này mã S80 nhá. Mã S80 giá cho các bác sẽ là 1.750.000, nó sẽ có theo hai quả pin chân pin phổ thông pin 10 cell và con này lực siết của nó sẽ là 420 Newton cho em. Tiếp theo thì sẽ là một cái con máy bu lông Hukan X1 Pro. Đó. Riêng cái con bu lông Hukan X1 Pro này nhá. Ngày hôm nay là em sẽ thanh lý cho các bác, là nó còn số lượng độ 1-2 thùng nữa em sẽ thanh lý luôn cho các bác. Riêng em nói riêng về cái con Hukan X1 cái thôi. Còn những mã khác thì là các bác sẽ không có quà tặng. Riêng cái con X1 này là em sẽ tặng thêm cho các bác này. Con X1 hôm nay em sẽ thanh lý sập sàn cho các bác là sẽ tặng các bác một cái bộ đầu khẩu 12 chi tiết như này. Có 12 cái khẩu 1/2, một cái lối dài và một cái chồng mở tay. Các bác sẽ được tặng theo khi mà các bác chốt cái con máy bu lông Hukan X1 Pro. Đấy, chỉ riêng cái mã Hukan X1 Pro này thôi là các bác được tặng nhá. Còn những cái mã khác thì là em sẽ không tặng đâu. Đấy, riêng cái mã này là em chốt cho các bác giá là 1.400.000. Đấy, con này thì nó là một con máy truyền thống được rất là nhiều các bác sử dụng rồi. Đi theo phụ kiện này sẽ có một thân máy 2 pin. Con này sử dụng chân pin phổ thông nhưng mà đặc biệt là nó sẽ có một quả pin to, một quả pin nhỏ. Tức là các bác đi theo có một pin 10 cell và một pin 15 cell cho em. Máy chạy rất là khỏe này. Con này thì cái quả búa to và cái đầu bu lông nó sẽ là bu lông 1/2, bu lông rỗng. Nó có thêm một cái chốt giữ bi ở đây này. Các bác sẽ giữ con vít rất chi là chắc chắn cho em và lực siết của nó nhá. Đây, con này được siết là 330 Newton. Giá cho các bác là 1.400.000, nó sẽ có một thân máy 2 pin, một pin 10 cell, một pin 15 cell đi theo, một cái sạc, một cái khẩu 22, một cái dây đeo, một cái hộp đựng và em tặng thêm cho các bác một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy. Riêng cái con Hukan X1 Pro ngày hôm nay em sẽ sell sập sàn cho các bác với mức giá rất là hời luôn, các bác chốt nhanh tay cho em vì số lượng còn rất là ít nhá. Thì đây là về các dòng máy bu lông. Em có thể là chi tiết cho các bác thêm một số các mẫu thân máy nhá. Để các bác có thể là mua nguyên bộ bu lông này hoặc là mua thân máy. Thân máy là em sẽ có những cái thân máy bu lông như thế này. Đây, cái thân bu lông của Makute giá thanh lý cho các bác giá 620.000 là đầu bu lông đặc, bu lông 1/2 cho em. Còn cái thân này là thân chuyên vít này, thân chuyên vít kinh Pro này, giá cho các bác 500.000 nhá. Những cái thân máy mà em giới thiệu các bác là em sẽ gửi các bác toàn cái thân máy chân pin phổ thông nhá, nên là các bác yên tâm luôn. Đấy, chân pin phổ thông thì về các bác mới lắp được pin. Thân máy thì là em không có bán những cái thân máy chân ba cạnh đâu. Em bán toàn cái thân máy chân phổ thông để cho các bác dễ sử dụng thôi. Đấy, sang bên này các bác có thể lựa chọn cho em một số các thân máy bu lông. Em sẽ có thân to hoặc là thân nhỏ luôn nhá. Đấy, ví dụ như là những cái thân máy bu lông cỡ lớn như này này. Đây, cái thân cỡ lớn như này em sẽ có cái thân này là thân của Hitachi này. Đấy, các bác lựa chọn cho em thân này thân của Hitachi nhá, là màu xanh này này. Còn thân của Daiwat này là màu vàng như này nhá. Còn cái thân này thân của Makita, đấy, màu xanh nam. Đấy, ba cái mẫu thân này là thân các bác gọi cho em là thân bu lông cỡ lớn. Cả trên cái logo của nó là đề là 12 Newton, 1200 Newton. Nhưng mà em nghĩ chắc thực tế thì nó tầm độ 600 đến 800 Newton thôi, chứ nó không đến cái mức 1200 Newton như giới thiệu như này.
Đấy, nên là các bác lưu ý là với những cái thân máy to như này, các bác sẽ bắn được những cái bu lông tầm 20-30 luôn nhá. Đấy, cái thân máy nó rất là nặng luôn, to khỏe cho em. Đấy, mẫu rất là đẹp, đồng giá nhau cho các bác là 950 một cái thân máy. Đấy là thân máy to. Còn các bác mà có nhu cầu thân máy nhỏ ấy, thân máy nhỏ thì những cái thân mà tầm hơn 300 Newton như này này, là em có thân Daiwatt là màu vàng này, hoặc là thân Hitachi là màu xám như này nhá, hoặc là thân Ken. Đấy, thân Ken là màu đỏ như này. Thì giá là 400 thôi. Những cái thân nhỏ này thì các bác chỉ bắn được những cái bu lông tầm 17 đổ lại cho em nhá. Còn những cái bu lông to là các bác phải lấy thân to. Tiếp theo các bác phải tham khảo cho em một số các mẫu pin. Nếu như mà các bác mà có pin rồi thì các bác mua thân máy, còn chưa có pin thì các bác có thể mua thân máy riêng rồi mua thêm những cái quả pin như này sử dụng này. Pin này em sẽ thử cho các bác là pin là chân pin phổ thông nhá. Ví dụ như cái quả pin 15 cell của Huka như này là em gửi cho các bác giá là 500.000 một quả. Đấy, 500.000 một quả chân pin phổ thông là của pin 15 cell của Huka này. Hoặc là các bác có thể tham khảo đây là pin 10 cell, pin 10 cell của Huka này, giá cho em là 380 một quả nhá. Đấy, còn những cái quả pin dòng xả cao 15 cell của Hitachi hoặc Makita như này này, nhưng mà em sẽ không dán tem, giá cho các bác là 400.000 một quả nhá. Còn riêng của pin đất tông ấy, pin đất tông là cái pin màu đỏ bên này này. Đấy, pin màu đỏ của đất tông kia sẽ là 700 một quả nhá, sử dụng chân phổ thông hết luôn. Còn đây là cái đế chuyển sạc điện thoại này, đế chuyển sạc điện thoại của Hukan, giá cho các bác là 180. Đấy, 180 các bác lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông, nó sẽ ra hai cái cổng sạc điện thoại và có một cái đèn pin ở đây nữa nhá. Tiếp theo là em sẽ thanh lý về loại lọc nước này. Em sẽ có loại lọc nước số 1 nhá, số 2 này, số 3 này. Đấy, đây là bộ loại lọc nước 3 quả, giá cho các bác là 100.000. Đấy, 100.000 các bác được miễn phí ship luôn. Đấy, giá rất là rẻ luôn. Quả số 4 này, quả số 4 200.000, nhưng bác nào đi bộ 4 quả như này em tính 280 thôi. Đấy, hoặc là các bác muốn cao cấp hơn thì các bác lấy sang cái loại hãng thì em sẽ có hãng Aqua. Đấy, hãng Aqua thì nó có loại số 1, số 2, số 3 như này, giá là 150 một bộ. Đấy, còn các bác đi thêm loại số 4 và chung này 4 quả thì em vẫn tính là 150 cộng thêm một quả số 4 là 280, là 180 nữa là các bác cộng lại cho em. Đấy, các bác thể lựa chọn một trong hai cái mẫu loại lọc nước này. Tất cả đều là loại đa năng hết, nên là khi mà các bác mua các bác lắp vào máy nào cũng vừa, nên là các bác cứ yên tâm nhá. Đấy, tiếp theo là em sẽ bắt đầu chi tiết thêm cho các bác một số các mẫu thanh lý giá rẻ ngày hôm nay. Ví dụ như sang cái phía bên này, đây. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác là máy khoan của Makita, khoan pin nhá. Các bác có thể tham khảo cho em cái mã pin 3 cell này, hoặc là pin 5 cell này. Máy 3 cell nó sẽ là máy 12V như này cho em. Đây, máy 12V thì là nó sẽ có hai quả pin tròn nhá. Máy hai chức năng cái này là các bác chỉ sử dụng bắn vít vào khoan thôi. Giá cho 450 là có một thân máy, hai quả pin, một sạc như này, một hộp phụ kiện hơn 20 món như này đi theo luôn nhá. Giá cho 450 này. Còn cái con này này, con này nó sẽ là cái con máy Makita. Con này nó sẽ là pin 5 cell. Đấy, dòng pin 5 cell thì giá cho các bác là 550, là nó có một thân máy này, hai pin và một sạc như này luôn nhá. Đấy, hai pin một sạc là và một bộ phụ kiện như này. Con 5 cell này thì là nó sẽ có này, ba chức năng, có búa để hỗ trợ khoan đường luôn. Cái này các bác gọi cho em là khoan Makita pin 5 cell cho em. Giá cho em là 550 nhá. Còn mài pin Hukan này, mài pin Hukan giá 1.850.000, có một thân máy, hai pin, pin phổ thông nhá, một pin 10 xe, một pin 15 xe, một sạc, tay cầm, tay mẫu, bảo vệ lưới đi theo. Con này sử dụng lưới cắt một tấc cho em, giá cho em là 1.850.000. Đấy, tiếp theo bên này nó sẽ là bộ máy mài pin của Makita nha các bác. Bộ mài pin của Makita này, mài pin của Makita thanh lý các bác giá là 1.100.000. Nó sẽ có này, một thân máy nhá, hai pin, pin phổ thông luôn các bác này, một sạc này, và phụ kiện tay cầm, tay mở ốp và vừa lưỡi đi theo. Con này nó sử dụng công tắc ở trên mưng. Đấy, công tắc trên mưng máy nha. Giá cho em là 1.100.000. Đấy, 1.100.000. Ngoài ra là các bác mà có những cái máy mài pin hoặc mài điện, các bác cần những cái bộ lam xích này, em có cái bộ lam xích 12 inch như này. Giá cho các bác là 180. Để các bác cứ lắp vào những cái máy cắt cầm tay, máy một tấc, máy pin hoặc là máy điện đều ok nhá. Giá cho 180 này. Nó sẽ có này. Đấy, đây có những cái phụ kiện như này, đầy đủ hết. Lam xích này, tay cầm, tay đấy, ốp chắn như này. Lam của nó sẽ dài 34 cm. Giá cho em là bộ lam xích là 180 nhá. Đấy, còn cái đĩa xích tròn như này này, hợp lý giá hơn thì các bác lấy cái đĩa xích tròn như này cho em, giá là 70.000. Đấy, giá là 70.000 nhá. Tiếp theo là em sẽ sang cái phía bên này. Hôm nay em sẽ chi tiết cho các bác này. Hôm nay thì em sẽ chi tiết cho các bác cái bàn cắt gạch nhá. Bàn cắt gạch của Toboki. Đây, cái bàn đẩy này, bàn cắt gạch đẩy này.
Đấy, cái mã này là giá cho các bác là nếu như mà bác nào lấy cái bàn 80 ấy, giá là 1,2 triệu. Còn cái bàn này em đang quay này là cái bàn 1m nhá. Đấy, cái bàn 1m này thì giá của nó sẽ là 1,5 triệu nhá. Đấy, bàn cắt 7 của Tomoki, đẹp như này luôn này các bác này. Đó, rất chi là đẹp, ok luôn nhá. Cái này các bác gọi cho em là bàn đẩy gạch nhá, bàn cắt đẩy. Bàn cắt đẩy nhá. Bàn cắt gạch đẩy tay, giá cho em là bàn 80 là 1,2 triệu thôi. Còn cái bàn này là bàn 1m này. Đấy, rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn. Đó. Các bác phải lựa chọn loại 80 nhá, bàn 80 hoặc bàn 1m. Đây là bàn 1m giá 1,5 triệu cho em. Còn bàn 80 là 1,2 triệu thôi. Mẫu mã rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Đây là máy cưa xích điện này các bác này. Cưa xích điện này em đang thanh lý giá có 999k thôi. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Bao đẹp cho các bác nhá. Đấy, mẫu máy này. Giá 999k luôn. À, đây là máy cắt đĩa 185 của Maita hãng này. Giá cho em là 1,5 triệu. Con này model là M5801 nhá. Đấy, giá bao giá sập sàn, bao giá toàn quốc cho các bác luôn nhá. Khoan bê tông bót không hộp là em còn mấy chiếc nữa em cũng thanh lý luôn cho các bác, giá là 650. Đấy, 650 là nó không có hộp, chỉ có máy và tay cầm thôi. Con này công suất là 800W nha. Máy 3 chức năng, có đảo chiều, đầu gài cho em. Hàn dây đồng ruột dài và dây điện dẫn của nó sẽ dài 4m. Sử dụng cực kỳ là ok. Giá cho em có 650 thôi. Các bác nhanh tay vì số lượng em còn bấy nhiêu đây thôi nhá. 650 một máy. Gọi cho em là máy khoan bê tông bót không hộp nha. Còn con này là con cưa gỗ của Đất Tông. Đấy, cưa gỗ của Đất Tông giá cho các bác là 880.000. Đấy, cưa gỗ của Đất Tông thì nó sẽ là công suất là 1.500W nhá. Và kèm theo một cái lưỡi cắt gỗ 185 luôn. Giá cho em là 880k. Tiếp theo là sang phía bên này em sẽ chi tiết cho các bác một số các bộ khẩu này. Đấy, em có rất là nhiều các mẫu đầu khẩu nhá. Các bác hãy tham khảo cho em cái khẩu này là khẩu 32 chi tiết. Khẩu 32 chi tiết giá cho em là 550 này. Nó sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 32, trong mở tay này, ngoắt ngoéo này, nối dài đi theo nhá. Đấy, khẩu được mạ chrome sáng bóng đẹp cực kỳ luôn cho em. Bộ này gọi cho em là bộ khẩu 32 chi tiết màu xanh, hộp màu xanh, giá 550 nhá. Đấy, còn bên này là bộ khẩu 37 chi tiết này. Bộ khẩu 37 chi tiết nó có thêm một cái chấu cờ lê này nữa. Cái này nó sẽ có từ cờ lê 8 nhá, từ cờ lê 8 đến cờ lê 19 luôn. Giá cho em là 650 nhá. 650 cái bộ này. Đấy, các bác gọi cho em là bộ khẩu xanh 37 chi tiết, giá là 650. Còn bên này nó sẽ là bộ khẩu 27 chi tiết này. Bộ khẩu 27 chi tiết nó sẽ là khẩu hộp tôn. Các bác gọi cho em là khẩu hộp tôn đỏ nhá. Đấy, khẩu hộp tôn đỏ này này. Đó, giá cho em là 500.000 thôi. Đây. Cái nào nó cũng sẽ có cái chầm mở tay này cho các bác này, rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đó, giá cho em khẩu hộp tôn đỏ là 500.000.